Angelina Jolie tuyên bố sẽ tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp đạo diễn tin từ London. Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Hollywood, Angelina Jolie hiện đang lên kế hoạch để từ bỏ nghiệp diễn để tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp đạo diễn trong tương lai. Trong một buổi họp báo cho bộ phim Male Fiction vào hôm thứ Sáu vừa qua, Jolie đã thông báo về quyết định nói trên trước sự ngạc nhiên của giới báo chí có mặt tại sự kiện. Trước đây, Jolie đã từng làm đạo diễn cho bộ phim tài liệu A Place in Time vào năm 2007 và sau đó là cho bộ phim điện ảnh có tựa đề là In the Land of Blood and Honey, được công chiếu vào năm 2011. Hiện nay, Angelina Jolie đang được nhiều người biết đến với các hoạt động nhân đạo và vai trò đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề tị nạn. Các hoạt động nhân đạo của Jolie đã khiến cho cô phải tham gia hơn 40 nhiệm vụ thực địa, nơi mà cô gặp mặt và giúp đỡ những người tị nạn ở các quốc gia chiến tranh như Syria. Hiện nay, Angelina Jolie còn là đồng sáng lập viên của Prevent Sexual Violence Initiative cùng với Ngoại trưởng Anh William Hague, một chiến dịch lên án các vấn đề về bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang. Theo dự kiến, thì Jolie và Hague sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu vào tháng 6 sắp tới để thảo luận về những vấn đề này. Tại buổi họp báo nói trên, Jolie còn phát biểu về một bộ phim mà cô mới tham gia là Male Fiction. Đây là một bộ phim được làm lại từ phim hoạt hình Sleeping Beauty của Disney vào năm 1958 với câu chuyện được kể từ góc nhìn của Male Fiction, một bà mẹ đỡ đầu của cô công chúa Aurora. Trong phim, cô con gái 5 tuổi của Jolie là Vienne đã tham gia một vai nhỏ khi Aurora còn bé. Theo Jolie cho biết thì con gái của cô là một fan hâm mộ của bộ truyện Taxi do nhà văn người Úc Anna Fjellberg sáng tác. Tuy nhiên, thì nữ diễn viên nổi tiếng này cũng tiết lộ thêm là toàn bộ những câu chuyện cổ tích mà cô kể cho các con đều được cô chỉnh sửa theo phong cách riêng. Theo dự kiến, thì bộ phim Male Fiction với sự tham dự của Angelina Jolie sẽ được công chiếu chính thức vào ngày 28 tháng 5 sắp tới.